Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay Thảo sẽ ăn cơm với lại mì gà xào sả ớt và măng tây xào dầu hào. Thì Thảo có cho thêm nấm đùi gà với lại cà rốt nữa. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với Thảo nha. Bữa nay hai cái món này là tới công chuyện với Thảo luôn á. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn trưa với Thảo nha. Cái món mì gà xào sả ớt bữa nay Thảo ăn có một mình à, cho nên Thảo có bằm ớt vô nữa cho nó cay. Đó, thêm hai trái ớt lát mình cắn. Đó, quá ngon, quá hấp dẫn luôn. Cơm nóng nha cô chú. Không mới nấu xong luôn á. Nóng hổi, vừa hổi vừa ăn. Ngon. Măng tay. Măng tây xào dầu hào á, nó giòn, mặn ngọt ngọt, ngon lắm cô chú. Nấm rượu gà. Con gì? Đó, nguyên cái mề. Nóng. Chén cơm nóng quá, bưng cũng được. Ôi nó cay. Cắn trái ớt, nó cay, mảnh đã. Chén cơm nóng bưng lên chưa được. Cái dĩa này là nửa ký măng tây, ba cái nấm đùi gà với lại một củ cà rốt thôi chứ. Thảo xào, Thảo rất là thích nêm dầu hào. Ngon. Không biết có ai giống Thảo không, cứ cái món gì mà có xả có nghệ là không mê lắm. Thảo lắc đầu khoái. Thảo thích cá kho nè, với mấy món có liên quan đến xả với nghệ. Mấy món đó là Thảo ăn cơm là căng bụng luôn. Quá ngon. Cái mì gà nó giòn. Măng tây cũng giòn. Giòn beng beng.
Ở bên đây có cô chú biết không? Gan gà, mề gà, tim gà. Nó bán riêng hết trơn à. Bỏ bớt cái hộp. Không có thích ăn hộp. Bán riêng vậy mình cũng dễ lắm. Mình thích ăn cái nào mình mua cái đó. Thảo thì mua mì gà. Cào cay. Nó cay mà nó ngon. Cái ớt á mà mình bầm ghê. Hoặc là mình cắt ra cô chú ăn nó đỡ cay. Còn mình cắn rất là cay. Bữa nay bữa trưa của Hảo á, màu sắc dễ sợ. Cái này cô chú mấy không, mình trộn cái chảo cũng ngon. Thảo xào cho nó hết nước luôn, cho nó cạn nước luôn. Nhưng mà Thảo còn để cái chảo à, chiều nay trộn cơm vô. Thảo là cái đứa rất là thích trộn chảo. Nhưng mà ví dụ như trộn chảo cá kho, trộn chảo gà xào rồi kia nọ đó, chứ mà thịt heo là không thích nha, trộn chảo thịt heo là không thích đâu. Thảo làm không có mặn, vừa ăn lắm. Cái này cái nào cũng vừa ăn hết, cho nên bữa nay Thảo không có cần chấm. Nó thiên về à, ngọt ngọt, mặn nhẹ, ngọt ngọt. Sả ớt tỏi rất là ngon. Nó thơm cô chú, sả tỏi này rất là thơm. Cái măng tây này bữa không mua hình như ký 8 đồng, khoảng 200 ngàn tiền Việt Nam. Cái món này là ví dụ như mình không có đồ xào á, mình ăn với dưa leo cũng được nữa coi chứ.
xuất sắc. Một trái thôi, hai trái không hết rồi, cắn một trái là đủ phê. Thảo ở Pháp, chứ những bữa ăn của Thảo đó là chuẩn Việt Nam luôn. Cá kho, canh chua. Đồ ăn Việt Nam là mãi đỉnh. Ăn cái này có một cái đó, mình nhai nó hơi mỏi miệng cô chú. Cái con diện cứ bay xuống mặt. Chét sạch sẽ luôn. Mười điểm. Bữa nay họ ăn món này là 10 điểm. Quá ngon. Rồi cô chú ơi, thì video hôm nay Thảo sẽ quay tới đây thôi. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye bye.